Em Thức xin chào các bác đam mê nhá. Hôm nay em về là cặp loa Hoa Phedan là kỷ niệm 85 năm của hãng này, từ năm 1932 này. Đó. Đó, một cặp loa mà nó có 4 thùng bác nhá. Đó, cái này là hai cái chân, hai thùng là mỗi thùng là một chân. Đó, đây một cặp loa bác nhá. Đấy. Cái này là một thùng vừa cả chân lẫn vỏ thùng là 11 kg một thùng bác nhá. Còn đây là một thùng này là 22 kg cả vỏ. Là tổng cộng là hơn 60 kg nhá. Đây, nguyên một một bộ này là một cặp loa này là cả thùng là hơn 60 kg nha bác nhá. Rất là khủng bác nhá. Đấy. Đấy, đây là cặp loa bút xeo thôi nhá, kỷ niệm 80 năm là hãng là Hoa Phedan này. Đó. Bây giờ em khui thùng cho các bác nhá. Các bác nhìn cặp chân đã không? Đó, cái này là cái chân đinh bác nhá. Chân đinh này. Đấy, thích không? Đó. Cái chân không mà hãng đã làm đến mức độ như thế này thì các bác có thể tưởng tượng là nó cẩn thận quá luôn thế này. Đấy. Đã không này? Đấy. Đây là cái chân không đấy. Đấy, cái chân không này. Để các bác coi này. Chân nó vàng vàng ươm này. Không hiểu hãng nào mà cẩn thận như thế. Đấy. Đó, đây nó còn có cái bao tay này, bao tay giấy tờ nha. Đó. Lại còn một bao nữa luôn, không hiểu nó trang bị nhiều cái găng tay để làm gì biết. Đó. Trời ơi. Một cái loa mà nó trang bị đến 3 cặp găng tay này. Không hiểu. Nó trang bị nhiều để làm cái gì không biết.
ngược thì sao? Đó, các bác nhìn cặp loa đẹp không? Tuyệt vời chưa? Này, đây căng này, cái căng này đẹp, đẹp chuẩn chưa? Video sau em test cho các bác nghe nhé.
Rồi, em xin chào các bác.